rồi xin kính chào quý cô chú và anh chị thì hôm nay à, trường cũng có một số à, đồ gỗ à, đồ gỗ à, một số cây kiển à, và một số đồ gốm à, đồ à, pha lê à, để giao lưu cùng với quý cô chú anh chị thì kênh là là tk bonsai và shop tấn trường đồng hành kính chúc quý cô chú và anh chị à, được nhiều sức khỏe à, một năm à, gặp nhiều may mắn và thành công thì hôm nay cũng là đầu tháng 12, ngày 11 tháng 12. hai à, thì hôm nay thì trường cũng có một bộ bàn ghế để à, giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị chi ăn à, những khách hàng à, trong suốt thời gian qua và những khách hàng à, mới à, đã ủng hộ trường. Thì hôm nay trường cũng à, có một bộ bàn ghế gỗ là gỗ đỏ của chú anh chị nha. Thì hôm nay là bộ này thì trường cũng bán cái giá rất là mềm của chú anh chị nha. Đó để chi ăn những khách hàng à, mến yêu và những khách hàng mà đã ủng hộ trường trong suốt thời gian qua mã số 1D bộ bàn ghế Nam bộ nó trường kỹ Nam bộ của chú chị nha đó những con trượt và những con tiện á, là tự chạm đục bằng tay nha những cái vách à, dựa mình đó là những góc của nó là tự chạm những con cá hóa lông nha cái bộ này rất là nặng của chú chị nha đó cái ghế này cũng là phải 100 kg trở lên đó, không dưới 100 kg của chú chị nha cái bộ này rất là nặng nha hai người khiên là quần tay luôn á <laughs> một trăm ký trở lên của chú anh chị nha, à, rất là đẹp cái bộ này, hèn thì khá là lành lặn và liền lạc của chú anh chị, đó. Bộ, những bộ này đó là chân cá của chú anh chị nha, chân cá, đó. thì hôm nay là chiều chi ăn cái bộ này luôn, để uh, cuối năm của chú anh chị về uh, tiếp những cái vị khách mến yêu và khách uh, 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 thân yêu của mình, rồi chiều cao của cái ghế từ cái mặt dựa xuống cái chân ghế á, là 94 của chú chị 94 cái chiều dài hai cái tay ghế mình á là 1m92 năm 1m92 năm cái phủ bì của miếng uh, gỗ uh, miếng uh, gỗ trên mặt ghế mình ngồi là 1m97 của chú chị 1m97 còn lọt lòng của ghế mình ngồi á là 47 năm của chú chị còn phủ bì của nó là 52 của chú chị phủ bì mặt gỗ và mặt uh, mặt ghế và mặt bàn đều là nguyên tấm hết cô chú anh chị nha. Đầu lăn của uh, cái này là chân là chân cá, chân uh, chân cá cô chú chị rất là đẹp nha. Gỗ là nguyên tấm. Đó, cái bộ này rất là đẹp, rất là nặng cô chú chị chiều kỹ kỷ nào bộ xưa. Đó. Chiều cao của cái bàn này á là 78 cô chú chị, 78. Còn chiều dài của mặt bàn này á, chiều dài của mặt bàn này á là 57 cô chú chị Chiều dài 57 Chiều ngang của mặt bàn này á, Là 56 năm 56 năm Đó cái bộ này rất là đẹp cô chú chị nha Nó không thể chê vào đâu hết Đó, à, Chân cá Đó, à, Bộ trường kỹ nam bộ xưa Bao của chú chị trên 20 năm Mã 1D đầu tiên Trừ chia ăn khách hàng à, là 38 triệu trừ bao ship 1.000 cây số của chú chị nha Nếu trên 1.000 cây số thì à, phụ giúp dùm trường là à, tiền ship À, rồi trường sẽ ship cho cô chú anh chị ba mươi tám triệu à. rồi mã số 2 d à, trường có một cặp đôn cô chú chị nha. cặp đôn ngũ lông à, rất là đẹp nha mặt đá à, cái mặt này rất là rộng nha mình để những cái cặp bình to bự à, rất là chắc chắn nha năm cái chân năm à, cái chân là năm con rồng đang leo lên cái mặt đồ của chú chị nha à, còn cái mặt dưới cũng là cũng có mặt đá luôn mình có thể mình chân được hai mặt của chú chị nha đó, à, hay mà rất là đẹp cô chú chị gỗ là gỗ đỏ chạm đục thủ công tay hàng lành lặn cô chú chị nha chiều cao của cái đôn này á, là 71 của chú chị 71 còn chiều cao giữa hai cái mặt đôn á là 50 của chú chị nha. 50 cái khoảng cách này là nó 50 còn chiều uh, chiều ngang của mặt đôn mặt đôn trên á là 60 60 còn chiều nghe của miếng đá trên cái mặt đồn á, là 41 Còn chiều ngang của mặt ở dưới á, là 42 của chú chị nha Còn miếng đá của nó là 16 sáu, à, Rất là đẹp của chú chị Người ta chạm rất thủ công tay rất là đẹp của chú chị nha Nó à, không thể chê vào đâu hết Của chú chị thấy là chạm bốn cái năm cái chân Là chân 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 là 5 con rồng của chú chị nha. Rất là chắc chắn nha Mình để những cái đồn À, những cái uh, bộ uh, mà, mà bình cặp bình mình đó, rất là đẹp nha đó, bộ này đó là vân gỗ là tự nhiên của chú anh chị đó, không có chỉnh sửa gì hết nó bao của chú anh chị là hàng này đó là, là 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 gỗ đỏ à, già gỗ của chú chị cái cái nội cái này không rất là nặng nha nó rất là nặng rất là cồng kềnh mình để rất là đẹp để cho sang trọng những cái bộ uh, bình yêu thương của mình rồi mã số 2D trường zalo lưu của chú anh chị là 15 triệu 15 triệu trường bao ship toàn quốc của chú anh chị Số điện thoại trường là 0901 391 427 cũng là số zalo số hữu của trường Thì hôm nay thì trường cũng à, tuyển ra được ba à, cây ba à, cây chen đỏ của chú anh chị nha Đó. Tán là tán thông của chú anh chị nha Đó. Bông ra rất là xum xê rồi Đó. Cây này thường chậu là trường thường chậu là 3 năm của chú anh chị nha này cây này trên 3 năm chùm bao của chú anh chị đó rất là đẹp nha khi chơi xong đợt này cô chú anh chị về cắt tỉa lại nó nó bung ra tàn bung nhánh ra nữa cô chú anh chị cắt cắt tỉa nó ra cũng cho trái hết trơn của chú anh chị nha rất là đẹp nha cây này nó là ra bông là rất là đẹp màu đỏ của chú anh chị nha đó, cây trang rồi chiều cao á, của cái cây này á, là từ cái mặt chậu lên cái đọt cây á, là 70 70 À, còn cái hoành cái hoành đế ở đây á là nó 10 15 của chú chị nha, 15. Rất là đẹp nha. Cây này tán là tán thông của chú chị nha. Về mình chỉnh mình chơi xong rồi mình tỉa lại, nó rất là đẹp. Trường bao ship, bao sống của chú chị không bao chậu của chú chị thông cảm dùm trường nha. Cái này trường không bao chậu. Tại vì cái chậu đó là mình vận chuyển nó sẽ bể rồi nó sẽ xi si cây chị trường chỉ, chỉ bó bầu chắc chắn cho cô chú chị. À, rất là đẹp của chú chị rồi mã số 3 d trường giao lưu của chú anh chị là một triệu một triệu trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị rồi mã 4 d đây cũng là một cây trang của chú chị bông trang đó à, ga bông rất là xum xê rất là đẹp nha đó đây những cái nụ nhỏ đó là của chú chị này cây trái của nó nè nụ nhỏ đang ra thêm nữa là của chú anh chị đó à, cái này mình cứ chơi thoải mái luôn những ngày tết ngày lễ đó à, rất là, là đẹp của chú chị nha cũng là, là là, là cái tán là tán thông luôn của chú chị à. cây này là cái củ đế cũng to tại vì trường chôn cái cái củ đế chứ khi mà mình mình môi ra cái củ đế nó rất là to của chú chị nha à. rồi chiều cao á, từ cái mặt chậu á, tới cái cái đọt cây á, là 77 của chú chị 77 chiều ngang của cái tán của nó như vậy á, là 67 của chú chị 67 rồi cái củ đế của nó Trường đo vị trí này là 16 của chú chị 16 đó, mình chơi xong đợt này là mình cắt tỉa nó ra là nó bung tàn tưới nước đều đều vô đó bung tàn ra rất là đẹp đó, mà cũng là màu đỏ tươi luôn để rất là đẹp của chú chị nha rồi mã 4D trường giao lưu của chú anh chị là cũng là 1 triệu 1 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị rồi mã 5D của chú anh chị nha này cũng là một cây bông tre màu đỏ luôn cái tán này cũng rất là là xum xê nha đó, rất là đẹp của chú anh chị nha về đó là mình muốn tạo dáng tạo thế mấy cây này rất là đẹp nha à, mình à, mình theo cái kiểu, kiểu thế dáng gì đó thì mình chỉ cắt tỉa nó xong rồi mình chơi đợt này xong rồi cắt tỉa rồi xong á là mình mua cái dây nhôm về mình tạo dáng tạo thế nó là ok chứ bao sống bao xíu của chú anh chị cứ yên tâm đó cái cây này nó đang cho bông rất là đẹp nha cho những cái nụ nhỏ của chú chị thấy nụ nhỏ li ti li ti ở đây là nó nở nở nó nở rất là, là, là điều nha đó cô chú anh chị thấy là dài dài ở trên này à, rất là đẹp của chú anh chị chiều cao của cái cây này từ cái mặt chậu á tới đọt cây á, là 88 của chú chị nha chiều à, ngang của tán cây trường đo như vậy á, là 80 80 còn cái hoành hoành đế á, của nó là 15 của chú vậy 15 cái củ đế của nó dưới rất là to của chú chị nha Tại vì trường đắp đắt lên á à, trường cho dưỡng cái củ đế đó thôi 3 năm rồi À, bây giờ thì nó ra ra thăng ra dán thì trường à, giao lưu cùng với chú anh chị chứ không phải cái cũ nó nhỏ đâu nha cái cũ nó rất là to à. rồi mã 5 d của trường cũng giao lưu với chú anh chị à, một cây trang à, một triệu trường bao của ship toàn quốc không bao chậu của chú anh chị thông cảm trường nha không bao ship chậu chỉ ba chỉ trường chỉ, chỉ báo bầu chú anh chị thôi bao sống bao ship của cô chú, chú anh chị à. Rồi <laughs> Mã 6D đây trường có một cây kim quýt của chú chị vậy <laughs> Cây này rất là đẹp nha Trường bao của chú của chị cây này trên 30 năm dưới à, Dưới 30 năm cứ hoàn, hoàn cái cây này về cho trường Không mắc phí ship đâu nào hết tay à, Tai chi là tứ diện mỗi từ cái 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 cái, cái đế cái bộ rễ nó lên là bắt đầu là khoảng như một phân rưỡi một phân rưỡi đó là nó khích cái cái, cái, cái nhánh hết cô chú chị nha, nhánh cái cái tai chi nó, tai chi là tứ diện cô chú chị nha, đó, nó cứ là một phân rưỡi phân rưỡi, có nhiều khi chưa được một phân cô chú chị thấy, đó, chưa được một phân nữa đã có một chi rất là đẹp cô chú chị nha, cái cây này là tai chi là tứ diện, nó cũng cho trái hết rồi, ba năm thừng chậu cô chú chị, đó, bao sống bao ship cô chú chị toàn quát hết, chiều cao từ cái đọt cây á xuống cái cái mặt chậu một mét rưỡi của chú chị một mét rưỡi chiều ngang của cái tán cây này á là 75 của chú chị nha 75 à, rất là đẹp của chú chị 75 còn cái củ đế trường đo ở vị trí này á à, cái củ đế của nó là 26 của chú chị 26 còn trường đo ngay cái cái hoành thân ngay tán 3 ngay trắng 3 chỗ này á là 13 của chú chị nha 13 đó, cái cây kim quýt rất là đẹp của chú anh chị nha, tai chi là tứ diện nha. Cây này trường bao của chú anh chị là trên 30 năm. Đó, không thể chê vào đầu hết. Rất là đẹp nha, nó cũng cho trái là gai là gai này của chú anh chị nè. Đó, những cái trái của nó đây. rất là đẹp nha. Đó. Này chị, cô chú anh chị về chơi xong thời gian cắt tỉa nó lại xong rồi chỉnh uh, sửa theo cái uh, hình thế, theo sở thích của mình. Rất là đẹp. Trường bao của chú anh chị. Rồi mã số 6D trường giao lưu quý của chú anh chị là 3 triệu 200 nghìn đồng Trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị Bao sống của chú chị nha Rồi mã 7D Đó đây Cây này thì quá hoành tráng rồi Cô chú anh chị thấy những cái, cái trái nó rất là đẹp nha Đó nó chín nó màu đỏ như vậy nè Đó, cái cây này trái rất là nhiều nha Cô chú anh chị thấy một cái tán như vậy Nó ra nhiều rất là nhiều trái nha cái trái này mình có thể ăn được cô chú chị bình thường mình chỉ ho Đó, cây này cũng trên à, 30 năm của chú chị dòm những cái bộ rễ của nó đây à, rất là đẹp của chú chị nha à, chú chị thấy bộ rễ nó giống như hình một con thú của chú chị nha nó à, về mình mình tạo giấy nào thấy nó theo sở thích của mình thôi à, rồi chiều cao của cây này trường đo như vậy tầm khoảng một m sáu của chú chị nha một m sáu cầu tán ngang của nó về vậy trường đo như vậy là 86 mươi của chú chị 86 mươi cái củ đế của cây này rất là to nha à, củ đế của nó thì khỏi khỏi phải chê luôn dự đo ngay vị trí này là bộ tới 45 của chú chị à, 45 xung quanh vòng dòng này 45 còn cái hoành thân của nó à, hoành thân của nó là 17 của chú chị ngay chán 3 đây 17 cây rất là tốt của chú chị nha à. Ừ. cái lá của nó thôi rất là đẹp là rất là tốt nha. cây này là nó khỏe cây rất là khỏe nha ừ. Chú chị thấy rất là đẹp. Rồi, mã số 7D cho giao lưu của chú chị là 3.500.000 kênh đầu. 3.500.000 kênh đầu trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Rồi, mã 8D. À, mã 8D thì cũng cây này, cây kim quýt luôn của chú chị. Trái này, nó chín nè. À, màu đỏ rất là đẹp nha. Này, cô chú chị thấy. Nó lùng lùng, nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp nha. Tài chi là tứ diện cô chú chị. À, nó kính, cái cây này rất là kính cây nha. Rất là kính cây nha ừ, cái củ đế thì không phải chơi rồi chiều cao của cây này á, là 1 m 2 cô chú chị 1 m hai cái tán ngang của nó chiều đo ngay vị trí này như vậy á là 80 87 cô chú chị 87 cậu của hoành đế của nó hoành đế của nó là 26 cô chú chị 26 còn cái hoành thân á là nó 12 nghe chị vị trí này ngay chỗ trắng ba này giữa cây cây này cái trái nó rất là nhiều của chú chị nha à, cây nào cũng tốt hết Xung xê trái của chú chị thấy nè nó luồn ở trong nó trái rất là đẹp nha cái trái này mình ăn nó chín là mình ăn bình thường nó chỉ ho à, rất là đẹp cây này cô chú chị để những cái uh, uh, sân thượng mình hay là những cái cái sảnh nhà mình á cũng rất là đẹp nha à, khổ phải chơi luôn cái cây này chưa giờ mình thấy cái dáng thế rất là đẹp nha rồi mã 8D trường giao lưu của chú chị là 3 triệu 200 000 đồng 3 triệu 200 nghìn đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú chị Trường không bao ship chậu của chú chị nha trường, trường cô chú chị thông cảm dùm trường không bao ship chậu Rồi mã 9D trường có bộ tách trà của chú chị nha Gốm nhật ừ, Rất là đẹp nha năm cái tách Đây rất là đẹp nha, từ người ta vẽ những hoa anh đào nha, gốm nhật thì là nước men rất là sáng bóng của chú anh chị, Đó, 5 cái tách của chú chị, này gốm nhật, À, rất là đẹp nha rồi chiều cao của cái tách này á, là năm phân rưỡi của chú chị năm phân rưỡi chiều ngang của miệng tách á, <laughs> là tám phân là tám phân à, đây là cái nắp à, ở bên trong có mọc của chú chị nha rất là đẹp nha đây là cái ấm trà à, rất là dễ thương nha nước men rất là sáng bóng của chú chị rồi chiều cao của ấm trà này á, là 7 phân chiều ngang của miệng ấm trà là 9 phân của chú chị nha À, 9 phân, à, rất là đẹp nha của chú anh chị à, Đây, cái dĩa ừ, Cũng gốm nhật người ta vẽ những hoa anh đào của chú chị nha Hoa anh đào rất là đẹp nha Đây, à, mặt dưới Rất là đẹp của chú anh chị Chiều ngang của mặt dĩa này là 33 Chiều cao của dĩa này là 4 phân của chú chị 4 phân, một bộ của nó như vậy Chiều giao lưu của chú anh chị là 2 triệu 800 nghìn đồng 2 triệu 800 nghìn đồng trường bao ship toàn quốc của chú anh chị số điện thoại của trường là 0901391427 391 bảy cũng là số zalo số phút của trường à, rồi mã số 10D à, đây trường có một cái ấm trà nha cô chú chị nha ấm trà này là gốm nam bộ của chú chị rất là đẹp nha à, đây cái nắp này cô chú anh chị rất là đẹp của chú anh chị à, đây gốm nam bộ của chú chị một cái ấm trà rất là khủng nha rất là to bự nha rồi Chiều cao của ấm trà này á Là 12 Chiều ngang của miệng ấm trà này á là 13 năm của chú chị 13 năm Cái hoành bụng của ấm trà này á Là 50, uh, 55 của chú chị 55 Hèn lành lặng và liền lạc của chú chị nha Rồi mã số 10D trường giao lưu của chú chị là 1 triệu 1 triệu trường bao của ship toàn quốc của chú chị Số thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Đó, trường có chín cái dĩa của chú chị nha, chín cái dĩa gốm là gốm Nhật của chú chị nha, chín cái dĩa gốm Nhật đây. Hè thì lành lặn và liên lạc, rất là đẹp của chú chị, người ta vẽ tay rất là đẹp nha, chín cái. Đó, rất là đẹp nha. Gốm Nhật của chú chị. Cái này có chín cái thôi của chú chị. Rồi, chiều ngang của cái miệng dĩa này á là 12 năm, 12 năm. Rồi mã số 11 d chiều giao lưu của chú anh chị là 900 000 đồng 900 000 đồng trường bao ship toàn quốc của chú anh chị Đây trường có hai cái ly pha lê tiệp của chú chị nha Đó, hai cái ly pha lê tiệp rất là đẹp nha Rồi, Rất là dễ thương Mã số 12 Hàng thì lành lặn và liền lạc của chú chị Có hai cái dĩa dưới để kê cái, cái, chân đế của chú anh chị ừ. Rồi chiều cao của cái ly á, như trường đo như vậy đó, là 12, chiều ngang của miệng ly là 6 phân à, còn cái chiều ngang của cái miệng uh, cái dĩa mà để cái 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 ly á là 8 phân nữa gì 8 phân mã số 12 d chiều giao lưu của chú anh chị là 500 trăm đồng 500 trăm đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị rồi mã 13 d ừ, đây trường có một cái dĩa pha lê tuyệt của chú chị nha rất là đẹp nha ừ, hàng thì lành lặn và liền lạc nó khổ phải chơi vào đâu của chú anh chị À, cái dĩa này rất là đẹp, rất là to bự nha Để những ngày lễ, ngày Tết à, Ngày mùng 1, ngày rằm Mình có thể trưng bày những cái dĩa trái cây ngũ quả Mình rất là đẹp nha Hoặc là mình trưng à, đời co cũng đẹp nha Đó, Nó có hai cái tác dụng à, Mình có thể mình sử dụng Chiều nghe của mặt dĩa là 38 của chú chị 38 à, Chiều cao của dĩa là 3 phân à, Mã số 13D Chiều giao lưu quý của chú chị là một triệu một cái dĩa pha lê tiệp à, Trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị à, Đây trường có 5 cái ly của chú chị nha 5 cái ly này rất là đẹp nha à, Đây Cái này là gớm 5 bộ của chú chị nha Gớm 5 bộ 5 cái ly rất là đẹp nha Hèn thì lạnh lặng và liền lạc à, 5 cái ly gớm 5 bộ của chú anh chị à, Rồi Mã số 14D Chiều cao cái ly là 8 phân rưỡi Chiều ngang của miệng ly là 1 tắc để 5 ly 1 tắc để 5 ly rồi mã số 14D 5 cái ly à, Gốm 5 bộ trường giao lưu của chú chị Mà 1 triệu 1 triệu trường bao phí ship toàn quốc của chú chị Mã 15D Đó, Trường cũng có một cái dĩa của chú chị nha Pha lê tiệp của chú chị nha Rất là đẹp nha à, Cái dĩa này mình để à, Chân đờ co hoặc là những cái bánh mứt Mình tiếp khách cũng rất là sang trọng nha à, Chiều cao của cái dĩa này là 4 phân Chiều ngang của miệng dĩa này là 24 năm đó, à, hàng thì lành lặn và liên lạc của chú anh chị nha. Rồi, mã số 15D chiều giao lưu của chú anh chị là 600 000 đồng. 600 000 đồng một dĩa pha lê tiệp. À. <laughs> Rồi, mã 16D của chú anh chị. Mã 16D Trừ có 5 cái chén của chú anh chị nha. 5 cái chén gốm nhật luôn. Cái chén này rất là đẹp của chú anh chị nha. Đó, à, vẽ từ trong ra ngoài luôn. Đó, à, chú chị thấy rất là đẹp nha. Nước bay rất là sáng bóng, chân đế là có mọc nha. 5 cái hàng lành lặn và liền lạc của chú anh chị à. rồi chiều cao của cái chén này á là 7 phân chiều ngang của miệng chén này á là 11 cái lồng nó rất là sâu của chú chị nha. À, cái lồng nó rất là sâu nha à, cái chén này rất là đẹp cái lồng rất là sâu nha mã số 16 d chiều giao lưu của chú chị là một triệu năm cái chén gốm nhật hàng vẽ tay à, mã số 17 bảy đó, trường có một cặp tô pha lê tiệp của chú chị nha Đó, cái cặp tô này rất là đẹp của chú anh chị Mã số 17 bảy à, Chiều cao của cái tô này là 9 phân Chiều ngang của miệng tô bự này á, là 22 Đây, rất là đẹp của chú anh chị Hèn lăn lặng và liền lạc pha lê tiệp của chú chị nha à, Đây, cái tô nhỏ này của chú anh chị Một cặp nha, một cái lớn, cái nhỏ à, Chiều cao của cái nhỏ này á là 7 phân chiều ngang của miệng tô nhỏ này là 18 tám à, rất là đẹp của chú anh chị nha rồi mã số 17D chiều giao lưu quý của chú anh chị là 800.000 đồng một cặp tô pha lê tiệp à, trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số zalo số phút của trường mã số 17D cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay thì trường cũng rất cảm ơn quý chú anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ trường thì cũng bữa nay là ngày mùng 1 tháng 12 hai cũng là còn một tháng nữa mình đến Tết rồi thì kính chúc quý chú chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, một mùa xuân hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn quý vị, chú chị rất là nhiều.